Xin chào tất cả quý vị và các bạn, những khán giả của Thiên Hà Audio. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một phụ kiện cũng rất quan trọng cho bộ già mà ít người biết đến. Đó là một cái thiết bị của Nodot tên là Qcore. Và chúng ta đang có đây là phiên bản Qcore 6, là phiên bản lớn nhất của hãng. Tầm quan trọng của việc tiếp mask đất cho ổ cắm tổng của bộ dàn là không thể phủ nhận trong việc chơi audio. Nhưng mà thật không may thì hầu hết các phòng nghe chỉ đơn giản là không có đường vào tiếp mask đất. Trong những trường hợp này, cần có một lựa chọn đơn giản mà hiệu quả và nó mang tính chất nội bộ. Các bạn hãy dùng tiếp mask đất Qcore 6 của Nodot. Như vậy chúng ta thì hiểu đây là một thiết bị dùng để tiếp mask cho bộ dàn, dành cho những căn hộ không có điều kiện, nhất là những căn hộ ở chung cư. Chúng ta không có điều kiện để có thể thi hành được một cái việc tiếp mát chuẩn, thì sử dụng Qcore 6 sẽ đem lại một cái hiệu quả tốt như vậy. Thậm chí là còn cải thiện được cho những bộ dàn đã tiếp mát chuẩn khi chúng ta dùng thêm cái Qcore 6. Qcore là thiết bị dùng để tăng cường khả năng nối mát xả nhiễu cho hệ thống điện, cũng như là làm điểm mát tham chiếu cho các mạch tín hiệu trên các thiết bị khác nhau. Qcore 6 là thiết bị tổng hợp của Qcore 1 và Qcore 3, cộng thêm khả năng làm tham chiếu mát tín hiệu cho âm ly công suất mono block. Về nguyên tắc, khi truyền dẫn tín hiệu ba lăng hoặc ân ba lăng thì đều phải có một dây mát cho cái mức tham chiếu zero bên cạnh dây tín hiệu điện. Tuy nhiên vì các lý do khác nhau như tiếp xúc không tốt này, hay là trở kháng của sợi dây mà có sự sai lệch về mức zero giữa hai thiết bị phát và nhận, dẫn đến tín hiệu nhận bị sai lệch, thì cái thiết bị Qcore nó giải quyết việc đó bằng cách là tăng cường tiếp xúc mát cho mạch tín hiệu của các thiết bị trong hệ thống, tạo một điểm zero tham chiếu chung, giúp cho các thiết bị có thể nhận chính xác tín hiệu được truyền trong hệ thống. Rất là hay. Và tương tự như trên, do sự sai lệch mức zero của tín hiệu nên hai âm ly của hai kênh trái phải bị lệch pha trong những trường hợp là mono block, dẫn đến âm thanh không còn chính xác. Qcore 6 nó giải quyết vấn đề đó bằng cách tạo điểm zero tham chiếu cho hai cái cục mono block âm ly phê để có thể hoạt động chính xác như nhau. Hệ thống nối đất Qcore là giải pháp nền tảng hiệu quả toàn diện nhất trong thị trường điện tử tiêu dùng. Khi được giới thiệu với hệ thống âm thanh Hi-Fi, kết quả thu được ngay lập tức đó là sự ấn tượng của việc giảm cái tiếng ồn nền, gia tăng độ chính xác, độ rõ nét hài hòa. Đó là điều không thể nhầm lẫn, và âm thanh tổng thể trong cái bộ dàn được nâng cao. Chúng ta có thể nghe thấy âm thanh được tinh tế hơn, sạch sẽ hơn. Nghe được rõ cái tiếng nền, mọi thứ, cái tiếng ồn, tiếng nhiễu được giảm xuống rất là đáng kể. Và nó sẽ có tác dụng không hề nhỏ, có thể gọi là hiệu năng rất là ấn tượng đối với những người chơi âm ly đèn và đĩa than. Đó là những thiết bị mà rất là nhạy cảm với việc tiếp mát. Và thậm chí phải có mát tốt mới có thể phát huy được tốt âm ly đèn và đầu đĩa than. Vì vậy quý vị và các bạn, nếu mà đang sử dụng âm ly đèn và đầu đĩa than thì chúng ta hãy để ý tới thiết bị này và có thể đến với Thiên Hà Audio để chúng ta có thể được trải nghiệm ngay. Và chúng ta sẽ quan sát một vòng quanh thiết bị, được làm bằng nhôm hết sức là chắc chắn, rất là nặng, cực kỳ nặng luôn. Chúng ta sẽ có rất là nhiều các đường để có thể nối mát ở phía đằng sau. Đây là những cái đường ra 1, 2, 3, đường mono ground, có kênh dành cho kênh phải và kênh trái. Với cái trường hợp mono ground này, chúng ta sẽ dùng với âm ly mono block. Thì mỗi một cái cục âm ly mono block sẽ đánh được riêng cho một kênh. Chúng ta sẽ là cục bên trái và cục bên phải. Cái này là để thiết kế chuyên biệt cho những bác nào sử dụng là hệ thống âm ly công suất mono block trong bộ dàn. Còn ngoài ra thì cái phần 1, 2, 3 này chúng ta có thể tiếp nối cho 3 thiết bị khác nhau. Còn đây là phần tiếp mát tổng, cũng rất là dễ hiểu. Và ngoài ra, để có thể sử dụng được với bộ tiếp mát này, chúng ta cần đến sợi dây có tên gọi là Qcore Wide, chuyên dụng để dùng với cái bộ Qcore 6 này, hay là các bộ Qcore thấp hơn.
Thì nó có cái thiết kế như sau, là một đầu là đầu jack RCA. Quý vị các bạn sẽ cắm vào bất cứ một cái đường nào ở trên cái thiết bị của chúng ta ở phía đằng sau, đường out ra, và chúng ta sẽ, đây là một cái đường là đường dạng bắp chuối, thì chúng ta cắm ở đây thôi, cũng rất là đơn giản. Đấy. Hoặc là nếu cái thiết bị của chúng ta ở phía đằng sau có sẵn cái đường ground thì chúng ta sẽ dùng như là cái jack đấu loa dạng càng càng cua, và chúng ta sẽ bắt vào đây như là dạng càng cua. Còn với cái dạng bắp chuối này thì chúng ta sẽ cắm thẳng qua lỗ này, xong siết lại, rất là đơn giản. Và với những ai mà không thể tiếp mát được bộ dàn một cách chuẩn chỉnh thì đây rõ ràng là một cái giải pháp cứu cánh rất là hiệu quả. Và ngoài ra, với những ai đã tiếp mát bộ dàn và muốn nâng cao hơn nữa độ hiệu quả, cũng như là muốn làm sao để cho các thiết bị hoạt động được chính xác nhất, cũng như là giảm được cái sự ồn nhiễu và đem đến một cái sự đồng nhất chính xác về tiếp mát giữa các thiết bị khác nhau trong bộ dàn, thì Quico 6 là một giải pháp không thể bỏ qua. Mình nghĩ nó là một thiết bị rất hay, có lẽ có thể nhiều audiophile chưa biết đến cái công năng của thiết bị này. Thì Thiên Hào Audio rất là vui vì đã giới thiệu được cho các bác biết được một cái thiết bị rất là hay về tiếp mát. Và giá thành của Quico 6 là 119 triệu 700 ngàn đồng. Và ngoài ra, quý vị và các bạn nhớ là phải mua thêm dây Quico Wire với giá là khoảng 6 triệu 2 một sợi. Và tùy vào số lượng thiết bị của chúng ta thì chúng ta sẽ mua số lượng dây Quico Wire tương xứng. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần giới thiệu chi tiết về gọi là bộ tiếp mát nội bộ ở trong nhà và dây Quico Wire. Mình rất vui vì đã giới thiệu cho quý vị các bạn những cái giải pháp hay, những phụ kiện âm thanh rất là đáng giá. Hãy đến với Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 Thái Hà Nội để chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về các thiết bị phụ kiện đang có ở đây và những giải pháp tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.